It's not even important if you were, if your result was that you didn't untie the knot or you you were able to untie the knot. Các bạn biết là trong cái hoạt động vừa rồi đó, nếu mà kết quả của nhóm mình là mình không gỡ được nút thắt thì cũng không quan trọng. What is important is how you participated. Cách quan trọng nhất là mình hãy nhìn nhận xem mình đã tham gia vào hoạt động đó như thế nào. Did you notice like there was a moment you gave up? Bạn có để ý thấy là có một khoảnh khắc nào đó mà bạn tự bỏ cuộc không? Did you notice there was a moment when maybe you just were like, this is ridiculous? Hoặc là bạn có một khoảnh khắc nào mà mình đang thực hiện động, xong mình bảo là, trò này nó buồn cười quá. You were not, you were part of the solution or you were not part of the solution? Mình có trở thành một phần của giải pháp hay không? Hay là mình đã không tham gia vào giải pháp? Notice those moments where you were a leader. Và chúng ta hãy để ý, hãy nhớ về những cái khoảnh khắc mà mình trở thành người lãnh đạo. Were you always the one talking or did you let other people talk? Mình có phải là cái người lãnh đạo dẫn dắt này, chỉ dẫn, nói từ đầu đến cuối hay không? Hay là mình có một khoảnh khắc nào mình để cho người khác được lên tiếng hay không? The important thing is how you participated. Cái điều quan trọng nhất trong hai hoạt động vừa qua đó là các bạn đã tham gia vào nó như thế nào. And notice that. Thế là các bạn hãy lưu tâm, hãy để ý đến những điều đó về bản thân mình. So we're gonna look at one of the philosophy points my mentor taught me. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái triết lý mà thời xưa thầy cô đã dạy cho tôi. And I want you to think, were you the number four? Và tôi muốn các bạn nghĩ cho xem, liệu bạn ấy bạn có phải là tuyết người số 4 hay không? You did this and you didn't really have a goal. Bạn tham gia vào hoạt động, nhưng mà bản thân bạn cũng không có mục tiêu gì. Or were you a number three? Hay là bạn ấy trong hoạt động, bạn là tuyết người số 3? And you were like confused. Và lúc nào bạn cũng hoang mang. And maybe you had like, let's do something else. Và bạn dễ bị thay đổi mục tiêu, làm chưa được một hai lần mình nghĩ là à thôi bây giờ làm cái khác đi. Or were you number two? Hay mình là tiếp người số 2. Number two is the one focused on the problem. Người số 2 là ai ạ? Người số 2 là người tập trung vào vấn đề. Anybody was in that category? À đây có ai thấy hồi nãy mình là người chỉ tập trung vào vấn đề? We're not going to solve this. Lúc nào cũng nghĩ là trời ơi, chắc là làm tới tối cũng không xong đâu. This is too difficult. Cái này khó quá. Anybody got to that point? Hồi nãy các bạn nào đã từng nghĩ như thế không ạ? But what happens in our business, in our life? Nhưng mà thường là trong công việc kinh doanh của mình và trong cuộc sống của mình, we get into different habits. Thì bản thân mình rơi vào nhiều cái trạng thái và thói quen khác nhau. And we need to get back to number one. Và khi chúng ta nhận ra điều đó, thì ngay lập tức mình phải đưa bản thân mình trở về tích người số 1. The goal. Tập trung vào mục tiêu. How many of you notice on the sit-down one, if you didn't trust? Bao nhiêu người trong số các bạn để ý là trong hoạt động ngồi là các bạn không dám tin người đằng sau? You can tell if you didn't trust. Chúng tôi nhìn thì biết ngay là bạn nào không dám tin người đằng sau. Your legs were burning. Các bạn nào mà không tin người đằng sau là chơi cái hoạt động đó là cực kỳ đau chân luôn, chân mình nó cháy luôn, nó bỏng luôn. How many people's legs were burning? Có bao nhiêu bạn ở đây là chân của mình bị bỏng luôn, bị cháy luôn khi mà mình chơi trò ngồi xuống? Yeah, your legs are burning because you didn't trust. Chân mình đau và nhức đúng không ạ? Bởi vì mình không dám tin cái người bạn sau của mình. But if you just sit down. Nhưng mà nếu mình cứ tin mà mình cứ thế mình ngồi xuống bình thường đi. Somebody's lap was there. Tại vì là ai đó đã để sẵn cái phần lòng của họ cho mình ngồi mà. But if you didn't trust. Nhưng nếu mình không có tin. You didn't have a lap for someone to sit on. Mình không tin người đằng sau, mình không ngồi vào lòng đằng sau, thì cái người trước mình người ta không có chỗ nào để người ta ngồi xuống. You see? Các bạn có nhận ra điều này không ạ? We need to trust, we need to relax when we're doing our business. Chúng ta cần tin tưởng và chúng ta cần thư giãn một chút, chúng ta cần nhẹ nhàng thoải mái một chút khi chúng ta làm công việc kinh doanh. So I want you to think about
how you do the business. Cho nên tôi muốn các bạn nghĩ về cách mà các bạn đang làm công việc kinh doanh của các bạn. How you do life. Và các bạn sống cuộc sống của mình. In the next 2 days. Trong vòng 2 ngày tới đây. I want you to start examining that. Tôi muốn các bạn bắt đầu soi xét và chiêm nghiệm lại điều này. Wow, I had really sore thighs. Ôi trời ơi, chơi trò này sao đùi của mình nó đau nhức kinh khủng. I must not trust. Chắc chắn là bình thường mình cũng không tin người khác. And then start noticing. Sau đó chúng ta hãy bắt đầu để ý đến các bạn. Wow. Wow. That trust. Cái lòng tin đó. I don't even trust myself. Thậm chí tôi còn không tin bản thân mình. I don't even know, like, I give my word, I don't even trust my own word. Thậm chí tôi hứa với ai điều gì đó, tôi còn không chắc là tôi có dám tin lời hứa của mình hay không. How does that behavior affect me? Thế thì cái hành vi đi ứng xử đó ảnh hưởng đến tôi như thế nào? And go back to those circles. Và hãy quay lại trong những vòng tròn mà sáng nay tôi đã vẽ lên. Your behavior affects your attitude. Quay lại cái biểu đồ về hồng tâm này các bạn, bởi vì là hành vi của chúng ta ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta. Your attitude affects your habits. Thái độ của chúng ta ảnh hưởng đến thói quen của chúng ta. And your habits affect your value. Và thói quen của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến giá trị cốt lõi trong con người của chúng ta. And decide. Và các bạn hãy quyết định. For things to change, I need to change. Để mọi thứ thay đổi, tôi phải thay đổi. I need to have more trust. Tôi phải có nhiều niềm tin hơn. I need to trust others. Tôi cần phải tin người khác nhiều hơn. I need to trust myself. Tôi cần phải tin bản thân mình nhiều hơn. Maybe some of you noticed you had a bad attitude. Có thể các bạn một vài người nhận ra là hình như mình có thái độ không tốt lắm. Does that happen outside? Thế thì cái thái độ này nó có đi cùng với mình ra cuộc sống bên ngoài hay không các bạn? If it happened today, it probably happened outside. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn là tất cả những gì diễn ra trong căn phòng này ngày hôm nay thì khả năng cao nó cũng đang diễn ra hàng ngày trong công việc và trong cuộc sống của các bạn. So start to notice. Cho nên các bạn hãy bắt đầu để ý đến những chi tiết này. When do I have that bad attitude? Khi nào bắt đầu tôi có những cái thái độ xấu, tiêu cực trong đầu mình? And decide. Và quyết định. For things to change, I need to change. Để mọi thứ thay đổi, tôi phải thay đổi. There's a lot to learn from the game. Chúng ta có thể học được cực kỳ nhiều từ hai cái hoạt động và trò chơi vừa xong. So I want you guys to start to, I want to take 3 minutes to write down. Bây giờ tôi muốn các bạn lấy sổ tay của mình ra và tôi sẽ dành cho các bạn 3 phút để chúng ta viết xuống. What did you discover about yourself? Mình học được hoặc là mình hiểu được thêm điều gì về bản thân mình. How did you participate? Mình đã tham gia vào hoạt động đội nhóm như thế nào? I participated as a leader. Tôi tham gia như một người lãnh đạo. I took action. Tôi hành động. Or I was part of the problem. Hay là thật ra tôi chính là một phần của vấn đề. Or hay I was bored. Lúc đấy thì tôi tham gia tôi chẳng cảm xúc gì, tôi chỉ thấy buồn chán mà. Or I was not part of the solution. Hay là tôi đã không trở thành một phần của giải pháp. Write down some comments about yourself. Mình hãy viết xuống đi các bạn. Viết xuống những gì mà mình hiểu thêm, những gì mình quan sát được, mình học được về bản thân mình. Every step of the way as we go through this next 2 days is important because we are building one block on the next. Và tất cả những gì mà chúng ta làm trong chương trình này được quan trọng ngang bằng như nhau các bạn. Bởi vì là chương trình của chúng ta được xây dựng như là từng cái bậc thang, bậc sau phải dựa trên bậc trước. Cho nên là những hoạt động các bạn vừa làm sáng nay nó là cái nền tảng quan trọng để chúng ta đi tiếp những bước tiếp theo. Chúng ta dành ra 3 phút viết ra những điều về bản thân mình đi. 3 minutes. 3 phút. What do I need to learn about my like success? Tôi cần phải học thêm những gì về cái thành công mà tôi mong muốn. Maybe you realize I need to be more patient. Có thể các bạn nhận ra một điều là mình cần phải kiên nhẫn hơn một chút. Maybe I need to learn how to have more fun. Có thể tôi cần học cách làm sao vui vẻ thêm một chút. Or I need to be more like disciplined. Hoặc là tôi cần phải kỷ luật hơn một chút, tập trung hơn một chút. What's stopping you from your big success? Điều gì đang ngăn cản khiến các bạn không đạt được đến thành công lớn của mình? I need to learn about trust. Tôi cần phải học thêm về lòng tin tưởng. I need to learn
to see the perfect picture. Tôi cần học cách làm sao hình dung được cái kết quả hoàn hảo cuối cùng. What do you need to learn? Bạn cần phải học những gì? What did you come here to learn? Bạn đến đây để học gì? I need to work with my team better. Tôi cần học cách làm việc với team của mình tốt hơn. Write down those things that we really need to learn, and I'm going to learn them in the next 2 days. Các bạn hãy viết xuống những điều mà bạn thật sự cần được học và quyết định rằng mình sẽ học những điều này trong 2 ngày tiếp theo.